bạn sẽ làm gì khi bị kẹt ở nhà vào một ngày hè nóng nực này? Hãy xem những ý tưởng trò đùa vui nhộn dành cho bạn và bạn bè trong video mới của chúng mình. Mình không nghĩ chơi rút gỗ Jenga lại chán thế đâu. Có lẽ do chúng mình đã chơi được 2 tiếng rồi và nó vẫn không đổ luôn. Này, bạn đang làm gì đấy? Các bạn, đây là ngày may mắn của các bạn. Bạn đang nói chuyện với một ông hoàng trò đùa thật sự đấy. Ngừng chơi trò nhàm chán này đi. Đây là một tấm bảng với các nhiệm vụ trò đùa cho mọi người nè. Cắt lỗ tròn trên một miếng bìa cắt tông lớn. Tô sơn acrylic màu đỏ lên bìa cắt tông. Để một nhiệm vụ vào ly giấy này. Che nó lại bằng mảnh giấy kép. Đặt một dây thun cao su lên nó để cố định lại. Dán ly vào lỗ trên bìa cắt tông. Lấp đầy các lỗ bằng cách dùng ly có nhiệm vụ này. Dán keo lên các số in sẵn bên cạnh mỗi lỗ. Chúng ta phải làm gì với nó đây? Đơn giản lắm, làm lại theo mình nha. Nào. Không khó chút nào cả. Mỗi người đã nhận nhiệm vụ trò đùa của mình rồi. Trận chiến bắt đầu nha. Có thể người mạnh nhất sẽ giành được vương miện của người bày trò giỏi nhất đó. Trò chơi Minecraft rất gây nghiện. Mình sẽ bỏ những bậc thang này đi. Mình không cần chúng. Dave ơi, ai đang la hét ở dưới vậy? Dave, mình đến đây. Tại sao bạn la hét quá vậy? Sao? Bạn muốn gì? À, cầu thang đâu rồi? Mình không hiểu. Cầu thang biến mất tiêu rồi. Tại sao bạn không xuống đây đi? Bạn không thể nhìn thấy cầu thang à? À, trò đùa của mình đã thành công rồi. Hả? Bạn nói đúng. Trò đùa của bạn thật tuyệt vời. Vương miện đây nè. Cảm ơn nha, vương miện của mình. Còn cầu thang vẫn ở đây mà. Chúng chỉ được che bởi những bức tranh lát gạch thôi. Đồ giặt ủi của mình sẽ khô nhanh dưới ánh nắng này. Mình sẽ treo nó lên cẩn thận. Hay đấy, đây là cơ hội của mình. Và đây có áo sơ mi đen phù hợp nè. Mình sẽ rắc những mảnh vụn bánh quy lên nó. Thêm nhiều mảnh vụn nữa. Chim bồ câu ơi, đến đây nào. Tạo phân chim bồ câu trên áo thun đen bằng sơn acrylic màu trắng. Đã đến lúc mang đồ giặt vào rồi. Mọi thứ đều khô hết. Điều gì xảy ra với áo của mình vậy? Có phải bồ câu làm không? Dường như có cả đàn chim ở đây luôn. Mình nên làm gì đây? Hư hết cả rồi. À, bạn đã dính vào trò đùa của mình rồi. Và vương miện bây giờ là của mình nha. Đó chính là trò đùa à. Thôi nào, tóc đỏ. Dừng lại, đừng ăn táo nữa. Mình sẽ chỉ cho bạn một mẹo nhỏ này. Bạn có chắc không đấy? Tin mình đi. Mình sẽ đặt quả táo lên đầu bạn và sau đó mình sẽ bắn nó bằng vòi nước này. Nghe có vẻ không ổn lắm. Đừng lo lắng, hãy tháo vương miện ra đã. Cẩn thận nha. Bắt đầu nào. 1, 2, bắn. À! Ha ha, mascara của bạn lem rồi kìa. Quả là trò đùa tuyệt vời. Và mình có được vương miện rồi. Bạn sẽ không trốn thoát được việc làm hỏng lớp trang điểm của mình đâu. Tóc đỏ à, không cần làm vậy đâu, dừng lại đi. Nhận lấy nè. Hôm nay là một ngày hoàn hảo để tắm nắng. Mình sẽ để khăn tắm xuống. Được thôi, mình sẽ tháo vương miện ra một chút. Son đã ngủ rồi. Đây là cơ hội hoàn hảo để trêu đùa đây. Mình sẽ cẩn thận đặt dấu hiệu người dơi lên ngực anh ấy. Mình có vương miện rồi. Ngủ ngon nha Son. Mình nghĩ mình đã tắm nắng quá lâu rồi. Cái gì vậy? Một logo người dơi sao? Bản chất của mình đã xuất hiện khi mình đang ngủ à? Mình luôn biết mình có một số phận đặc biệt mà. Tóc đỏ ơi, bạn sẽ thích điều bất ngờ này. Gần tới rồi nè. Ngay đây rồi. Cái gậy này dành cho bạn. Và có một hình nộm Pinata đó. Đập nó đi nào. Cắt giấy kép màu nâu thành các dải giấy.
dùng băng keo hai mặt dán chặt nó vào đèn lồng giấy. Phủ lên toàn bộ đèn lồng. Tô nó bằng sơn acrylic. Tạo mô hình tổ ong. Một, hai. Mình không hiểu, hình nậm Pinata đâu rồi? Oh, mình đánh trúng rồi. Để xem, kẹo của mình đâu ta? Đây là một tổ ong mà. Bạn phá nhà của mình nè, bạn sẽ không thoát khỏi đâu. Và vương miệng lại là của mình nữa. Tuyệt thật. Đến lúc mình bày trò rồi. Sẽ rất vui đây. Mình sẽ giả vờ rằng mình đã đốt cháy da của mình bằng bếp nướng này. Trông rất thật nha. Bây giờ mình có thể kêu cứu rồi. À, cứu với. Nó đốt mình rồi. Ai đang la hét vậy? Ồ không, tóc đỏ đang bị cháy. Có đau không? Bạn không sao chứ? À, mình rất khỏe luôn. Và mình có vương miệng rồi nha. Gì chứ? Thật luôn hả? Thật là một tạp chí thú vị mà. Nhưng nó khiến mình buồn ngủ vì lý do nào đó. Mình sẽ chợp mắt một lát. Bạn ngủ rồi sao, tóc đỏ? Tuyệt thật. Bạn sẽ thích trò đùa của mình đó. Bạn sẽ cảm thấy như ruồi mắc vào mạng nhện vậy. Ngủ đi, không ai làm phiền giấc ngủ trưa của bạn đâu. Nhưng mình sẽ giành được vương miện đấy. À, trả vương miện lại cho mình ngay. Tại sao bạn cần vương miện chứ? Cứ ngủ tiếp đi, mình ru bạn ngủ nha. Quay lại đây đi, cho mình ra khỏi đây, cứu. Hôm nay trời nóng quá đi. Và chiếc vương miện đang làm đầu mình đau nè. Vương miện kìa, nó sẽ là của mình thôi. Mình sẽ để chiếc bánh ngon ngay tại đây. Đánh bông 6 lòng trắng và lòng đỏ trứng, tách riêng ra. Thêm 99g bột cacao vào lòng đỏ. Và thêm 255g đường vào lòng trắng trứng. Đánh tơi nó lên. Thêm bọt trắng vào khối sô-cô-la này. Cho 255g bột mì vào. Thêm màu thực phẩm. Trộn các thành phần lại với nhau. Nướng trong 30 phút ở nhiệt độ 177 độ C. Trộn các phần sữa, gelatin và sô-cô-la hồng đều nhau. Lấy ra phần uốn cong của ống hút. Cắt bỏ nó đi. Gắn vài ống hút vào nhau. Cố định chúng bằng dây cao su. Cho chúng vào trong ly này. Đổ hỗn hợp sữa gelatin vào các ống hút. Bẻ vụn bánh bông lan đã làm sẵn ra. Lấy hỗn hợp đã cứng ra khỏi ống hút. Nhìn những con sâu hồng ngon lành này xem. Trang trí bánh bông lan vụn bằng những con sâu gelatin này. Làm nó trông giống như bụi bẩn sau cơn mưa vậy. Xin chào, muốn thử một ít không? Ngon lắm đó. Đất tươi nhũn ra từ một khu vườn. Đây là điều mà bất kỳ người đam mê thực phẩm sống nào cũng mơ ước. Ghê quá đi, đem nó ra khỏi mình. Gì cũng được, tất cả là của mình mà. Và chiếc vương miện bây giờ lại là của mình rồi. Bây giờ mình sẽ tước đi vương miện của Sean. Ủa, bạn tỉnh dậy rồi à? Chơi cầu lông nha. Chắc chắn rồi. Giao cầu nè, đánh nó đi. Ha, bạn đánh hụt rồi kìa. Mình thắng rồi nha. Để xem ai thắng nha. Đây là một quả trứng. Hãy thử đánh nó đi Sean. À, ghê quá đi. Và mình lại có được vương miện rồi. Chào Dave. Vương miện đâu rồi? Mình không có. Đáng lẽ bạn phải có nó chứ, đúng không? Vương miện đã biến mất tiêu rồi. À, nước đồ ra vậy nè. Hãy dừng việc điên rồ này lại ngay đi. Đồ nghiệp dư, bạn không biết gì về trò đùa cả. Học hỏi từ những chuyên gia này nè. Woo! Bạn có thích những ý tưởng trò đùa mùa hè của chúng mình không? Thế thì bình luận bên dưới trò gì bạn sẽ thích hơn nha. Người dơi rám nắng, hình nộm Pinata tổ ong, áo thun bị chim bồ câu tấn công hay những chú sâu gelatin. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh và nhấn vào chuông để bạn không bỏ lỡ những ý tưởng trò đùa hài hước mới từ Trôm Trôm nha.